bước chân dìu em qua thì chân theo những ngày đánh trần đưa nhau về đây chân quen đã soi nên ngày đêm tối xa lầy vùng má quán liêu trai tôi lính trần ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố miền xa thương yêu khắc khoải bạn bè ai biết cho chân gian. Xin chào anh nhé. Trong clip này em đang test con đẩy bãi hai kênh dòng đẩy chạy máy Sotanda và với mạch Class Y với nhá. Thì hôm trước em có về với bác cái dòng đẩy 4 kênh thì có làm video thì bác rất thích và nhiều bác ví dụ như chúng ta mà đánh gia đình mà đánh ví dụ đánh hai cặp loa 30 thôi thì chúng ta dùng để hai kênh này thì giá nó sẽ rẻ tiền hơn mới nhé. Con này sử dụng mạch Class Y. Đấy, mặt mũi thì của nó làm thanh nhôm rất là đẹp luôn. Và trong nội thất của nó còn đẹp nhá, đẹp gần như mới luôn. Nguồn của nó cũng to bằng cái dòng nguồn 4 kênh, nhưng mà con này thì nó sử dụng hai kênh. Tổng 28 sò nhá, 28 sò. Dòng này thì nó sẽ sử dụng là vừa sò NG vừa sò xăng ken nhé. Bù áp bằng sò NG và chạy sò chính bằng sò xăng ken. Mạch Class Y dòng này thì con 4 kênh thì nó cũng dùng cũng là dùng 4 quả tụ nhé, cũng là dùng 4 quả tụ 200V. Con hai kênh thì cũng vậy. Thì hai kênh này đánh và nó cũng sẽ lực hơn với dòng 4 kênh. Và bác nào mà chúng ta chơi gia đình mà đánh còn hai cặp loa 30 thôi thì chúng ta chơi hai kênh là vừa nhá. Thoải mái rồi. Linh kiện con này thì nói chung là rất là chất, chẳng giới thiệu nhiều, chỉ cần nhìn qua là biết thôi. Đấy, nhìn qua là biết là linh kiện cực kỳ là chất thôi. Trong clip này thì em chỉ test chất âm cũng như là báo giá để các bác nắm được. Chất âm con này thì nói chung là về đánh đây em đánh test hai cặp loa nhé, hai cặp loa tiếng của nó rất là sáng tiếng, những cái dòng máy của Sotanda rất là sáng tiếng này, cả những các bác đấy trên tụ tiếng nó vẫn còn nguyên những cái tem giấy này. Đấy, nguyên hết những cái tem giấy của nhà máy này. Đấy, máy còn rất là mới và đẹp đấy nhé. Đằng sau đây, đằng sau thì nó sẽ có tín hiệu vào bằng Canon và có đường link nhé, còn giao loa thì cọc loa còn rất là chích đầy đủ hết, máy móc còn rất là đẹp và mới. Con này giá là 4,2 triệu nhé, 4,2 triệu. Trong clip này em test sẽ là một cái báo giá thì bác nắm được. Máy con này thì nói chung là rất là chất rồi. Đấy, mạch Class Y với nhé. Rồi em xin chào bác.